Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu bạn là ngoài BlackBerry Porter Design P982, chính hãng được thay mới tại Di động Cao cấp .vn. Khi khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại BlackBerry Porter Design P982 bị lỗi hỏng, không nghe được, nghe chập chờn, lúc được lúc không, nghe rè, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn trên toàn quốc để tư vấn, hướng dẫn thay mới, sửa chữa và ngoài BlackBerry Porter Design P982 chính hãng. Đây là cả cụm xương sau của BlackBerry Porter Design P982 với phần loa ngoài. Đây là phần loa ngoài của BlackBerry Porter Design P982. Khi khách hàng gặp có sự cố liên quan đến phần loa ngoài của điện thoại BlackBerry Porter Design 982, kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ bóc loa ngoài ở bên trong xương của máy Porter Design P982 và thay mới phần loa ngoài dành cho điện thoại BlackBerry Porter Design 982. Sau khi thay, loa ngoài của BlackBerry Porter Design P982 sẽ được bảo hành 3 tháng tại Di động Cao cấp .vn. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa điện thoại BlackBerry Porter Design nói chung và dịch vụ thay mới loa ngoài của điện thoại BlackBerry Porter Design P982 nói riêng, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại BlackBerry Porter Design của quý khách hàng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry Porter Design hàng đầu hiện nay.